Đây mặc áo nào. Nào mặc áo nhé, mặc áo đẹp nhé. Ha. Làm sao đây nhỉ? Ok. Lambo không thích dùng dĩa nên chỉ ăn bằng tay thôi, nên bây giờ mình cũng không ép Lambo nữa. Sao Lambo lại đột nhiên trở nên xa cách với mình nữa. Vâng.
Chuối hả? Không bón chuối không? Ngon không? Dù à? Ồ.